Hello mọi người, hôm nay thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi khám phá một chút một cái bộ combo karaoke chưa đến 30 triệu. Thì thử xem một cái bộ combo karaoke như thế này thì nó có những cái sản phẩm gì và có những cái gì đặc biệt và mang lại được chất lượng âm thanh như thế nào nhé. Đầu tiên thì em mời anh em ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là toàn bộ cái combo ngày hôm nay ở đây em sử dụng, đó chính là em sử dụng toàn bộ sản phẩm đồng bộ của DVA Cotic. Và cái điều đặc biệt nữa là chúng ta toàn bộ đều là sản phẩm mới, sản phẩm đều được bảo hành 2 năm. Với hệ thống ở đây thì em đang nhìn ở đây thì với cái sự kết hợp em đang mong muốn là vừa phải mang lại được chất lượng âm thanh hay nhưng lại cũng phải vừa mang lại được vẻ sang trọng và đẹp mắt cho cái không gian phòng khách của anh em hoặc là không gian phòng hát của mọi người. Yêu nhau đi để rồi mai chia ly, dù là trong cơn đau còn có nhau. Nước mắt đang đọng vành môi em ta thấy đâu em bay ướt đôi vai gầy. Trời vừa trong từng nụ hôn cha nhà, dù là trong bao lâu rồi mất nhau. Tiếc nhớ ai ngọt ngào hương gió quen trong hồn xưa giờ còn đâu. Đường bay mịt mông giấc mây người đã ra đi bỏ một người ở lại. Đường bay nhìn chung xa nhau giờ chỉ còn lại niềm đau. Về vẻ đẹp thì anh em đang nhìn thấy rồi đúng không ạ? Em kết hợp đối với mic 450 2 la mã. Dòng mic này thì là với gia đình chắc là không có đối thủ nào về chất lượng âm thanh trong khung phân khúc gia đình. Chất lượng tiếng rất là hay và đều ở các giải. Kết hợp với một sản phẩm giải mã kiêm nâng tiếng DAC-5S và em chạy với một sản phẩm vang S700 Bluetooth, phiên bản cập nhật và nâng cấp mới nhất về phần mềm cho được cái chất lượng âm thanh hay nhất và cũng như là cái tiếng echo đã được cải thiện và mềm mại hơn, mượt mà hơn. Ở đây thì em đang chạy với một sản phẩm đẩy hai kênh 2800. Mã B2800 này là cái mã mới nâng cấp từ D2800 lên. Thì B2800 này là với 800W trên một kênh. Sau khi được nâng cấp thì đối với sản phẩm này đã được mượt mà tiếng hơn và chất lượng tiếng hay hơn so với bản D, tức là bản B hay hơn với bản D. Đó. Loa ở đây thì em sử dụng là đôi loa có cái kiểu dáng thì như anh em đang được nhìn thấy, thon gọn sang, mang một cái phong cách thiết kế rất là mới mẻ, rất là trẻ trung, rất là stin. Trong khi đó thì đây là một đôi loa full 30, một chép, một bát, một bát, một chép kèn. Với mẫu loa này thì rất nhiều anh em đã được biết về nó rồi, đó chính là PK12 Pro. Rất là nhiều anh em đã từng dùng và đã từng được trải nghiệm. Thì bản Pro đã được nâng cấp bền bỉ hơn, âm thanh mượt mà hơn so với bản PK12 thường. PK12 Pro mang lại được cái chất lượng âm thanh thì bây giờ em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi cảm nhận cái chất lượng âm thanh của BK12 Pro kết hợp với cái bộ combo kia và em đang ngang cài nhé. Đương nhiên ở đây thì em sẽ mời anh em chúng ta sẽ cùng cảm nhận một cái mode Echo Fast Reverb và chúng ta sẽ cùng anh em đừng vội bỏ qua video này mà chúng ta sẽ cùng cảm nhận luôn một cái mode đó chính là chuyên về phần nhại dành cho những anh em thích hát nhại, quen nhại như âm ly, đó chính là Echo. Thì ở cuối cái video thì em sẽ test cái khoản đó. Đương nhiên chúng ta sẽ đi đến cái phần Steam bây giờ là thích hát vượt. Chúng ta sẽ cùng đi chúng ta nghe chất lượng âm thanh để hát vượt. Hey, hey, hey. Dường như cũng đã xa xưa đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy. Người yêu ấy em có còn yêu anh nữa không, mà sao không thấy một lời cho nhau. Người yêu ơi, có biết anh nhớ em nhiều lắm,
đến trong giấc mơ, tay nắm tay nghẹn ngào, lòng anh cũng biết bao ngờ rằng em còn đây, nụ hôn sao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua anh vẫn mong gần trời, giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh, tình yêu ta thắm lên cho mùa xuân xanh. Mời anh em chúng ta sẽ cùng chuyển qua cái mốt 1 để chúng ta cùng cảm nhận cái chất lượng của dịp intro nhé. Đầu tiên em sẽ lưu cái mốt 2 này lại đã. Đó. Rồi em sẽ gọi sang cái mốt 1 để 1 2 đấy, chúng ta sẽ cùng cảm nhận một chút cái phần nhạy của cái sản phẩm này nhá. Đồ 1 2 chúng ta không cần phải cân chỉnh, cũng không cần phải can thiệp hay cũng không cần phải dùng cái thủ thuật gì cả để hoàn toàn vẫn có thể có được cái chất lượng intro rất là hay. Dường như cũng đã xa xưa đi nhiều, rồi mùa thu đi qua khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy. Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không, mà sao không thấy một lời chờ nhau. Yêu tuyệt vời, người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ, giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh. Mọi người cùng thử cũng như là cảm nhận vừa là cái chế độ echo cũng như là vừa cái chế độ revert. Tất nhiên là trong quá trình cài đặt thì em sẽ còn cài những cái chế độ khác nữa, ví dụ như là echo pha revert nhiều hơn hoặc là echo thưa hơn để có cái độ dẻo dẻo để anh em hát nhạc trữ tình, nhạc bolero chẳng hạn. Thì rất là chân thành cảm ơn anh em đã có theo dõi cũng như là xem video clip này. Mọi thông tin liên hệ cũng như là mua hàng, sở hữu sản phẩm, anh em hoàn toàn có thể liên hệ bên em qua cái số điện thoại là 0345 265 888. Rất là chân thành cảm ơn mọi người một lần nữa đã theo dõi video clip này.